Chứ bằng á, nếu mình là thầy rồi thì là đệ tử nó muốn hỏi gì thì mình nói cái cho nó rồi vậy, mình dạy nó cái cho nó rồi chứ gì vậy, để nó lé lòng chí cho nó bò bò chí. Cho nên là cái chữ hành xả đó là ta làm lễ cho tất cả mà không bao giờ thấy mình là cái người làm lễ cho tất cả. Bố thí nhiều đến nhiều mà không thấy mình bố thí gì hết. Bố thí tài cũng như bố thí pháp, bố thí thiệt nhiều mà không thấy mình bố thí gì hết. Làm lễ cho thật nhiều người mà không hề thấy mình là người thi ân làm lễ cho người khác. Đó là hành xả đấy. Cái pháp đó mà tu rồi nó sướng vô cùng. Ta gọi là du hí thần thông tự tại. Ta đi ngoài ruộng vậy à, muốn ngồi là ta ngồi xuống ruộng vậy. Ta thấy mặt trời sắp lặn là thích quá ha. Ta nghe tiếng vé, tiếng chim, tiếng côn trùng ngồi là thích. Ta muốn ngồi dưới đất ta ngồi vậy ha. Chứ không cần phải lựa chỗ kỹ mới ngồi. Mình là cái ông gì mình phải ngồi chỗ gì coi mới được. Không, cái đó để cho vua quan họ là họ làm. Còn mình là cái người giải thoát giác ngộ là vô ngại tự tại. Cái giải thoát giác ngộ là trong trí mình, trong đầu mình á, chứ không phải là cái hình thức ở bên ngoài. Bên ngoài thì ai khen kiểu nào đó thì khen, mà ai chê kiểu nào đó thì chê, không thua gì hết. Cũng như mình thi ân cho người ta, không bao giờ mình cần cái sự đền ơn đáp nghĩa của người ta, sự khen ngợi, sự tôn trọng, sự cung kính của người ta. Còn như nếu người ta gọi tự cung kính thì người ta cung kính, mà mình thì không cần việc đó. À thế thì cái đức đó ta gọi là hành xả tâm sở đó nha. Làm rồi xả hết. Biết tất cả rồi cũng bỏ hết. Vô bất tri, tri dĩ xả. Một trong 18 cái pháp bất cộng của Phật. Biết hết nhưng mà coi như mình không biết gì hết. Coi như không biết gì hết mà biết hết. Cái tâm sở thứ 11 á, tâm sở thiện á, là bất hại. Tức là không có cái ý niệm làm đau khổ cho người ta. Không làm đau khổ cho người ta, không có cái ý niệm làm đau khổ cho người ta. Không nói những cái lời gì đau khổ cho người ta. Gọi là tâm sở bất hại. Thế thì là về pháp tướng như thức học đó mà, về cái tâm sở hữu pháp về bậc thiện này, nó có 11 món như vậy đó. Cái đó mọi người đều có thể thực hiện được hết. Và thực hiện được thì nó an lành trong cuộc sống dữ lắm. Tu là vậy đó, là phải dựa vào những cái tâm sở đó của mình đã có đó, nó biểu lộ ra hàng ngày đó mà cải tạo nó, cải tạo cái xấu trở thành cái tốt, cái nặng nề trở thành cái nhẹ nhàng, cái buồn bực trở thành cái khinh an. Rồi về tâm sở bất thiện, tức là tâm sở ác đó nè. Tâm sở đó là của mình không á nha. Đây là pháp tướng duy đức học, à học pháp tướng trước nè. Căn bản về đạo có 6 thứ. Đó là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến. Đó, pháp tướng duy thức học đó là cái tướng đó, cái tướng trạng và phân tích về tâm lý của con người đó. Mình có 8 cái pháp tâm quân rồi. Tâm quyên là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, và cái công dụng chấp ngã, và cái duy trì mạng sống là bát thức tâm quyên ha. Thế thì bây giờ nó cần có tâm sở, là cái tác dụng tâm lý phụ thuộc của tâm quyên là tâm sở. Thì cái tâm sở thiện tôi nói rồi, bây giờ tôi nói tâm sở ác là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Sau ban đa thì các vị thuộc quá rồi. Con người nghe tôi nói sẽ cứ nói hoài như đó. Nói hoài như đó vậy mà phải học hoài.
cũng như mấy người mấy bà mà ghiền túi xách vậy đó. Ta đánh từ hồi 22 tuổi có chồng rồi, chồng đi làm công việc rồi, ở nhà thì cứ quánh bài không, mà quánh cho tới như là 68 tuổi còn quánh bài. Hỏi chứ bà quánh bài cái gì mà mấy mươi năm mà bà không chán, bà quánh trong đó cái gì vậy? Thì bà cũng khai rằng thì có gì đâu cháu, thì cũng tướng sĩ tượng xe phóng ngựa chốt, cũng như đó vậy hè. Giờ thì 70 tới 70 9 13 11 14 17 bốn chục rồi tới quan ấy, thế mà đến mấy chục năm á không hề đã không hề chán. Thế thì là chỉ tướng sĩ tượng xe phóng ngựa chốt vậy đó, bốn màu vậy mà quýnh hoài không chán. Đó là cái nghiệp, cái nghiệp bất thiện có thể làm cho tan gia bại sản, làm cho hư hỏng cả con cái và làm suốt đời không chán. Thế thì ở đây cái nghiệp này là cái nghiệp thiện, tu cho tới 80 tuổi mà không bao giờ quên mẹ tham sân si mạng nghi ác kiến là căn bản phiền não. Không bao giờ được phép quên thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến là kiến hoặc. Cộng hai cái gọi là thập sử, cũng gọi đó là kiến tư hoặc. Không bao giờ được phép quên, uy như quên mấy bà quên bà vậy. Có nhiều đó mà quên hoài 80 năm không đã. Ở đây cũng vậy, thập sử tu hoài cho tới già, mà có khi nó còn len lỏi vô, nó còn cướp tài sản công đức lành của mình nữa cơ. Do vậy cho nên đừng có chê nó, phải nói tới, phải nói lui, và luôn luôn là phải có chánh niệm mới nhìn mặt nó mới được đó. Lúc nào nó khởi tham, lúc nào nó khởi sân, lúc nào nó khởi si, lúc nào nó mạng, lúc nào nó nghi, lúc nào nó ác kiến. Còn thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến mình đã diệt từ chưa? À, nếu chưa thì phải kiểm tra từng ngày một cơ. Đó, thế thì là kiến tư hoặc đó là những cái tâm sở bất thiện của mình đấy. Chưa hết, còn nhị thập tiền nữa cơ. Đó là phẩm, phẩm phú là não, là tật, là sang, là cuốn, là xỉm, là hại, là kiêu. Mười món là vô tàm vô quý. Vô tàm quý nói nãy đó thấy không? Ở bên á, ở bên là phiền não ha, nó cũng có là vô tàm vô quý. Còn ở bên thiện thì có tàm và quý đó. Nó đổi qua đổi lại đó vậy. Mà tàm quý là đức thiện, mà vô tàm vô quý là phiền não, là vô minh đây. Cái người vô tàm là cái người đó khó tu lắm. Cái người đó lén lúc gian manh xảo trá đủ cách làm sao lươn lẹo qua mặt được người ta, thì bất cứ việc gì cũng làm. Đó là người vô tàm. Vô quý là lỡ người ta bắt được, người ta phát hiện ra mặt chai mài đá, mặt dày mày dạng, không có hổ thẹn gì hết, thế thì gọi đó là người vô quý. Rồi điều cử hôn tầm bất tính, giải đãi phóng vật, thất điện tán loạn bất chính thi. Đó, thêm 20 cái món đó nữa, ta gọi đó là những cái loại tâm sở bất thiện đó. Chưa hết, cộng thêm nữa là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, ta gọi là thất tình. Đó là tâm sở bất thiện đó, đều là của ta hết đó nha. Ta phân tích như vậy, ta gọi là pháp tướng duy thức học. Ta phân tích từ cái tướng trạng của nó ở trong cuộc sống của mình hàng ngày. Thế thì là về cái pháp tướng à, là để là tôi giới thiệu vậy đó. Có cái loại tâm sở thiện là thiện, có cái loại tâm sở bất thiện là ác, mà ở trong tâm hồn của ta,
ở trong nó là tay sai, nó là công dụng tay sai của bát tức tâm dương. Đó là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của chúng ta. Rồi pháp tướng là vậy. Còn bây giờ đó là giới thiệu qua, chứ là học thì dài lắm đó.